ráng nha, có gì quý vị thông cảm nha. Phải phải gì quên rồi. À thì thôi em một chút thôi. Nói ngay nếu hay là nhờ Liêm, nếu dở là cũng tại em. Rồi cố gắng mình sẽ cố gắng. Và tiếng không.
Xin cảm ơn. Và tiếp theo đây